Vâng, sợi xào tóc mộ. Ngon ngon. Món này xào, hai người xào. Ăn nó không đắng. Bình thường nó rất đắng. Nhưng mà khi có đôi đu của vợ và chồng cùng xào chung một chảo, mặn rất ngọt. Món này mình đi chỉ ở khu Tây Bắc mới có thôi, chứ ở những vùng miền xuôi là gần như là không có. Thì cây sập chỉ mọc ở trên đồi đồi cao. Mùa này nó có măng, măng sập thì đắng. Nếu mà đào được từ đầu vụ mà nó nằm ở sâu dưới đất thì nó không đắng, nhưng mà tầm này là bị đắng. Nhưng ăn đắng ngon, ăn xong rất ngọt miệng. Sạch này thì lấy về rồi sạch, nhưng mà lấy ra đập đập thì mỡ với tỏi thơm lên cho là xào. Em mà ăn xào em thích cho xào ra cái măng nó xâm lại, bất kể là măng gì kể cả măng nhĩ.
Đây là được một đĩa măng sạch sàng, món đặc sản Tây Bắc.